Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Xuân Đỉnh Audio. Video buổi trưa ngày hôm nay là ngày 19 tháng 4, thì Xuân Đỉnh lại tiếp tục báo giá tại kho cho các bác một vài những sản phẩm về âm thanh bãi, và mức giá cũng rất là mềm mại để phục vụ cho các bác phối ghép với những bộ âm thanh của nhà mình. Thì video này cả Xuân Đỉnh giới thiệu cho các bác một cặp loa là vừa nghe nhạc vừa hát karaoke của hãng Pioneer đến từ Nhật Bản. Một chiếc lọc xì Pioneer 3/3, một chiếc đầu tuner hay gọi là đầu dò đài của Pioneer 7600, một chiếc âm ly và một chiếc loa center của Mỹ, loa Infinity. Đây là những sản phẩm sẽ quay trong video buổi trưa ngày hôm nay để phục vụ cho các bác. Và mọi thông tin các bác có nhu cầu thì cứ alo trực tiếp vào Xuân Đỉnh theo số điện trên bài là 0395727582, địa chỉ cửa hàng là ngõ 42 đường Trần Cung, thành phố Hà Nội. Và tất cả những sản phẩm ở đây thì Xuân Đỉnh đều ship hàng toàn quốc. Bây giờ thì Xuân Đỉnh sẽ quay chi tiết và báo giá cho các bác. Chiếc loa center đây là Xuân Đỉnh sẽ báo giá đầu tiên, dòng loa center của Mỹ, model của nó là Infinity. Loa này có cấu hình là 2 bát 10 năm. Đấy, gân mút màng carbon. Một tép Embiid, nó dòng tép điện của hãng Infinity. Đấy, loa này rất là chất nha. Các bác làm trợ lời cho những bộ nghe nhạc hoặc karaoke, hoặc là làm loa trung tâm ở chính giữa. Toàn bộ thùng là gỗ sồi, size bề ngang của nó là 52, chiều cao của nó là 20. Toàn bộ thùng gỗ sồi hết, rất là chất. Góc cạnh đằng sau thì nó cầu loa ở phía đằng sau. Đây, các bác có thể nhìn thấy rõ. Model của nó là Infinity Kappa Series 2. Đây là loa center. Đấy, loa này còn nguyên zin và đã test là hoạt động tốt rồi. Hai lỗ tông hơi, củ loa cũng như hệ thống phân tần của những dòng này rất là lớn. Đặc biệt nhất là dòng này thì cũng khá là hiếm trên thị trường. Bác nào mà quan tâm về những dòng loa center thì đây là một chiếc loa center rất là chất lượng để phục vụ cho các bác, thiết kế đẹp, căng cước đầy đủ. Loa center này thì đang có mức giá là 2.700.000 đồng. Loa center Infinity Kappa Series 2 các bác nhé. Đấy, các bác gọi loa center hay còn loa lời cũng được, rất là chất. Sang bên này thì có 3 sản phẩm Xuân Đỉnh đã xếp chồng lên nhau. Một chiếc lọc xì của Pioneer, model của nó là Pioneer 3/3. Thì dòng này thì nó có 3/3, 3/5 và 3/7. Hàng này thì sử dụng điện là 220V, size chuẩn 42, ghép tất cả các bộ dàn nghe nhạc hoặc bộ dàn karaoke. Đấy. Dòng này 7 cần chỉnh cho hai vế riêng biệt, nép và ride. Đây là chế độ tắt vật Equal và có hai đường vào. Hiện tại dòng này thì đang là điện 220V rồi, nên các bác về chỉ việc cắm vào những cái bộ âm thanh của nhà mình là sử dụng thôi. Hình thức còn đẹp, nó có nguyên chút bụi bẩn một chút theo năm tháng. Chiếc lọc này thì hôm nay Xuân Đỉnh bán cho các bác mức giá là 1.800.000 đồng, đã test là hoạt động tốt rồi. Quan trọng nhất là sử dụng điện 220V, là các bác không phải nghĩ ngợi hay là sợ cắm nhầm điện. Hình thức là còn đẹp, mức giá là 1.800.000. Ở phía dưới này thì là một chiếc tuner hay còn gọi là thớt dò đài của Pioneer. Model của nó là Pioneer 7600. Các bác nào đang có những chiếc âm ly 7600 ghép đồng bộ cũng được, vì size của nó vẫn là size chuẩn 42. Và dòng này thì nó là một cái thớt dò đài hàng nội địa, nên FM của nó là 90, đã test là còn hoạt động tốt chức năng dò đài. Đấy. Size 42. Tuner này thì có hơi một vết xước nhỏ trước mặt này. Xuân Đỉnh bán xả rẻ cho các bác chiếc tuner 7600 này mức giá là 800.000 đồng, đã test là còn hoạt động tốt, mức giá là 800. Ai mới bèm, dòng này thì nó dò bằng cơ nên các bác có thể là kéo được lên tới 91 để nghe được đài, rất là tiện. Hai đèn vu ở dưới. Tuner 7600 này mức giá là 800.000 đồng, hàng bãi zin. Ở dưới này một chiếc âm ly Sony. Âm ly này thì chạy 4 giò, công suất 80W, phù hợp cho các bác ghép các loại loa bass 20-25 trở lại. Sony này là Sony có model là TAF45. Chiếc âm ly thì đã test hoạt động tốt, cạnh trên nó có hơi xước nhẹ. Đấy, giá thanh lý rẻ cho các bác là 1.200.000 đồng. 1.200.000 mà là các bác đã chơi được một chiếc âm ly hàng bãi Nhật. Đấy, điện 100, chiếc áp chỉnh 3 tép, toàn bộ chiếc áp bi, đánh hai cầu AB. Đấy, đã test là hoạt động tốt. Đấy, Sony này thì thiết kế nó mỏng mỏng nhưng tiếng rất là chất. Mà giá thì cũng được rẻ như kiểu là hàng Việt Nam luôn. Nó âm ly Sony F45 nhé. Các bạn nào đang chơi những cặp loa Bookshelf của Onkyo hoặc những dòng loa Bookshelf Kenwood ấy, ghép những dòng âm ly Sony F45 rất là hay. Hôm nay thì máy chạy 4 giò than,
Mức giá tiền là 1,2 triệu, Omni Sony F45 đã test và hoạt động tốt. Và cuối cùng trong video ngày hôm nay thì Xuân Đỉnh giới thiệu cho các bác là một cặp loa karaoke hàng bãi Nhật. Cặp loa này thì phù hợp các bác là vừa nghe nhạc vừa hát karaoke, thiết kế là 2 trong 1. Và những cái loa này thì không có hàng nhái cũng như được sản xuất tại Nhật Bản luôn. Loa zin tuyệt đối từ gân lẫn màng. Gân của nó là gân vải lụa màng giấy và một tép giấy. Tép này thì xoay được đa hướng. Đấy. Model của nó là Pioneer V11. Cái dòng V11 này thì căng cước nó rất là đẹp, vuông. Hà loa thiết kế là bên trái bên phải cân đối. Cặp loa này thì phù hợp cho các bác phố ghép về những dòng âm ly karaoke, những dòng Jaguar hoặc những dòng âm ly Nhật bãi cũng được, rất là tiện dùng. Nghe nhạc và hát karaoke rất hay với những diện tích phòng 30m2. Loa là còn nguyên zin từ gân lẫn màng. Kích thước tổng quan của cái cặp loa Pioneer có chiều cao là 46, chiều ngang của nó 26 và chiều sâu của nó là 25. Loa góc cạnh này còn khá đẹp. Trở kháng của loa là 6 ohm, công suất của loa là 150W một loa. Loa thiết kế bên trái bên phải. Cặp loa này thì đang có mức giá là 3,2 triệu đồng. Loa Pioneer V11, một cặp loa vừa nghe nhạc vừa hát karaoke gia đình. Các bác có nhu cầu thì cứ alo trực tiếp cho Xuân Đỉnh. Video ngày hôm nay thì Xuân Đỉnh nên cho các bác một vài những sản phẩm hàng bình dân. Cảm ơn các bác đã bớt chút thời gian theo dõi video cửa hàng. Và các bác có nhu cầu thì cứ alo trực tiếp. Xin kính chào và hẹn gặp lại.